Chào mừng cả nhà đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong này ngay luôn nha. Ông Trump trình diện nhà tù là trải nghiệm kinh khủng. Cựu Tổng thống Trump nói ông đã có trải nghiệm kinh khủng khi đến trình diện và chụp ảnh lưu hồ sơ tại nhà tù ở Atlanta, bang Georgia. Trải nghiệm của ông tại nhà tù hôm nay thế nào? Người dẫn chương trình Ray Kelly của kênh Newsmart phỏng vấn cựu Tổng thống Donald Trump qua điện thoại tối 24 tháng 8, sau khi ông rời bang Georgia về New Jersey. Trải nghiệm kinh khủng, ông Trump trả lời. Tôi đến và được đối xử rất tốt, nhưng mọi thứ không thể khác. Tôi phải chụp ảnh lưu hồ sơ. Tôi chưa bao giờ nghe cụm từ ảnh lưu hồ sơ. Họ không dạy tôi điều đó tại trường tài chính Washington. Đó là một trải nghiệm rất buồn, một ngày rất buồn đối với đất nước chúng ta. Đây là sự vũ khí hóa Bộ Tư pháp, ông Trump bổ sung. Cựu Tổng thống Trump cũng bình luận tương tự khi trả lời phỏng vấn Fox News. Họ nhấn mạnh về ảnh hồ sơ và tôi đồng ý thực hiện. Đây là lần duy nhất tôi phải chụp ảnh lưu hồ sơ. Đó không phải một cảm giác dễ chịu, đặc biệt là khi bạn không làm gì sai, ông nói. Ông Trump trước đó đến nhà tù thành phố Atlanta, Georgia trình diện, sau khi bị truy tố với cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tại bang này năm 2020. Quy trình gồm lấy vân tay và chụp ảnh lưu hồ sơ. Sau khoảng 20 phút, ông Trump nộp số tiền bảo lãnh, 200.000 USD và rời nhà tù. Trên đường trở về New Jersey, ông Trump công kích Tổng thống Biden, Bộ Tư pháp Mỹ, cáo buộc động thái nhằm can thiệp bầu cử. Đây là lần thứ tư ông Trump ra trình diện giới chức trong năm nay liên quan các vụ truy tố, nhưng là lần đầu tiên ông phải chụp ảnh lưu hồ sơ. Cảnh sát trưởng hạt Fulton, Pat Lambert, cho biết thủ tục tiêu chuẩn ở Georgia là chụp ảnh bị cáo trước khi họ được tại ngoại. Ở các bang khác, giới chức tại ảnh chính thức của cựu tổng thống thay vì chụp ảnh mới. Ảnh hồ sơ phục vụ những mục đích như phân biệt giữa người cùng tên và thể hiện tình trạng thể chất của nghi phạm vào thời điểm họ bị bắt. Nhiều nhà quan sát đánh giá trong trường hợp của ông Trump, việc chụp ảnh là không cần thiết vì cựu tổng thống đã quá nổi tiếng và liên tục xuất hiện trên truyền thông. NPR nhận xét ảnh lưu hồ sơ của ông Trump, cựu tổng thống kiêm ứng viên tổng thống năm 2024, có tiềm năng trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng trong sử sách. Khoảng hơn một tiếng sau khi bức ảnh được công bố, ông Trump đăng nó trên Twitter cùng dòng chữ can thiệp bầu cử và không bao giờ đầu hàng, đánh dấu sự trở lại của ông trên mạng xã hội này sau hơn 2,5 năm. Tin kế tiếp, áp lực phản công đè nặng lính bộ binh Ukraine. Sau thất bại của chiến thuật xung kích bằng thiết giáp, bộ binh Ukraine giờ đây phải duy trì động lực cho chiến dịch phản công với cái giá phải trả rất lớn. Năm binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến nhanh chóng lẫn vào rừng khi phát hiện đội tuần tra của Nga. Họ đã quyết định bỏ lại xe thiết giáp do Mỹ cung cấp để hành quân bộ, vì những cỗ xe to lớn này là mục tiêu dễ dàng cho pháo binh Nga. Sau khi đi bộ nhiều giờ, họ áp sát phòng tuyến Nga, nơi đại đội của họ đã chiếm được 3 đoạn chiến hào sau trận đánh ở cự ly gần. Những trận đánh như vậy sẽ giúp họ tiến thêm một bước nhỏ nữa tới bờ biển Azov, thực hiện hóa mục tiêu cuối cùng là chia cắt lực lượng Nga đang kiểm soát khu vực. Nhưng sau cuộc giao tranh ngắn, nhóm lính Ukraine buộc phải rút lui vì lo sợ đội quân khác lớn hơn của Nga có thể sắp áp sát. Đến cuối ngày, chỉ còn 3 trong 5 người có thể chiến đấu tiếp. Đây là những gì đang diễn ra trong chiến dịch phản công của Ukraine sau 2 tháng, một cuộc tiến công chậm chạp và đẫm máu bằng bộ binh. Nhóm 5 người trên thuộc đại đội 2, tiểu đoàn 1, lữ đoàn 47, đơn vị được ví như nắm đấm thép của Ukraine vì được Mỹ và đồng minh trang bị cũng như huấn luyện nhằm xuyên thủng phòng tuyến Nga. Nhưng Nga cũng đã chuẩn bị những bãi mìn dày đặc và hệ thống chiến hào vô cùng kiên cố để chống đỡ. Lữ đoàn 47 được rèn giũa cho chiến dịch phản công của Kiev. Với tình hình chiến trường gần như bế tắc vào cuối năm ngoái và Nga đang kiểm soát gần 20% lãnh thổ Ukraine, các chỉ huy nước này đã chọn tăng cường sức mạnh cho những tiểu đoàn tình nguyện cũ bằng cách đào tạo họ ở nước ngoài và trang bị vũ khí từ phương Tây. Đại đội 2 là đơn vị điển hình cho chính sách này, Roman Babakov, 38 tuổi, cựu quản lý tại một cửa hàng thiết bị gia dụng ở Ukraine đã trở thành xạ thủ súng máy. Olena Ivanenko, chủ nhà hàng 41 tuổi, và Olena Kunesova, giáo viên 27 tuổi đến từ Bucha, giữ vai trò bộ binh xung kích. Mikhailo Kosiuba, nhà môi giới bất động sản 38 tuổi, trở thành chỉ huy xe thiết giáp rất lây do Mỹ viện trợ.
Họ đã dành 5 tuần ở Litva để học những kiến thức cơ bản về chiến thuật bộ binh. Sau đó, họ tới Đức trong 1,5 tháng học cách sử dụng thiết giáp Bradley. Nhà báo Mitro Bripkov với biệt danh Reporter được chuyển về đại đội 2 vào cuối năm ngoái từ một đơn vị khác thuộc lữ đoàn 47. Anh trở thành trợ lý cho chỉ huy Baratov, người có biệt danh Sex. Reporter thường phàn nàn với Sex về công việc bếp núc vì cho rằng họ nên dành thời gian tập luyện. Tôi không ở đây để lau chùi, anh nói, tôi muốn chiến đấu vì quê hương. Khi Urina phát động giai đoạn đầu tiên của chiến dịch phản công, lữ đoàn 47 được giao một nhiệm vụ đầy thách thức: đánh thọc sau phòng tuyến Nga, kiểm soát tuyến đường ngắn nhất từ thành phố Orykov tới biển Azov nhằm cắt đứt hành lang trên bộ của đối phương. Trong 10 ngày đầu tiên, đại đội 2 áp dụng chiến thuật xung kích do phương Tây huấn luyện. Các binh sĩ chưa một lần rời khỏi thiết giáp Bradley khi áp sát bãi mìn vào phòng tuyến Nga. Nhưng rắc rối dần xuất hiện, xe của họ bị lạc đường do nằm lẫn hoặc thiếu thiết bị nhìn đêm. Một phương tiện rà phá bom mìn bị nổ tung bởi chính mìn do Urina cài. Khi họ đến gần phòng tuyến địch, các điểm phòng ngự của Nga rất kiên cố. Một đoàn xe Urina đã bị tên lửa chống tăng Nga bắn trúng khi tấn công. Chỉ huy Kosiuba, biệt danh Fre Apron, nhớ lại. Các phương tiện phía sau bị kẹt, quân Nga gây nhiễu liên lạc rồi liên tiếp khai hỏa tên lửa chống tăng, phá phản lực và tên lửa dẫn đường từ trực thăng về phía họ, khiến đội hình tan rã. Một chiếc xe Leopard quay đầu bỏ chạy và cắn trúng hai quả mìn. Kosiha đã kịp đưa chiếc Dudley anh điều khiển lùi ra sau khi tháp pháo của nó ngừng quay. Donbass lao tới giúp đồng đội nhưng phải quay về ẩn nấp khi khẩu súng phóng lựu để rót đạn. Một quả đạn đã phát nổ ngay bên cạnh Reposter, bắn mảng đạn vào chân, cánh tay và thân thể anh. Reposter bị thương nặng nhưng vẫn tỉnh táo. Anh lẩm bẩm điều gì đó về UAV trong khi các đồng đội băng bó vết thương. Hai người khiêng anh đến chiến hào tiếp theo trong khi những người khác giúp Max. Reposter không qua khỏi. Vài ngày sau, một chiếc xe bọc thép đến đưa Max đi. Nó bị trúng tên lửa và hỏng lốp nhưng bằng cách nào đó vẫn đến đích an toàn. Mắt hiện nằm trong bệnh viện ở miền Tây Ukraine và phải mất rất nhiều thời gian mới có thể phục hồi. Donbass đang chiến đấu ở đông nam Ukraine. Anh là một trong nhiều binh sĩ đang cảm thấy thắc mắc tại sao các chỉ huy lại ném họ vào những cuộc tấn công nguy hiểm như vậy. Tinh thần chiến đấu trong lực lượng vẫn cao. Không ai nói, tôi không muốn đi, nhưng mỗi lần xuất trận, bạn lại nhìn thấy đồng đội thiệt mạng và bị thương. Điều đó đè nặng tâm lý tất cả mọi người, anh cho hay. Tin tiếp theo. Mỹ bác giả thiết máy bay nghi chở Rigozhin trúng tên lửa. Lầu Năm Góc không có thông tin củng cố giả thiết máy bay nghi chở Rigozhin trúng tên lửa, nhưng cho rằng Trùm Quốc Nờ đã thiệt mạng. Chúng tôi không có thông tin về việc loại phi cơ tên lửa đối đất không nào đó đã hạ phi cơ. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder trả lời báo giới ngày 24 tháng 8 thêm rằng giả thiết này không chính xác. Ông Ryder bình luận sau khi giới chức Nga ngày 23 tháng 8 cho biết Vladimir Rigozhin, chủ tịch tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, có tên trong danh sách hành khách trên phi cơ Ibrahimovsky 600 rơi tại tỉnh Vyr. Máy bay gặp nạn khi từ thủ đô Moscow tới thành phố St. Petersburg, khiến toàn bộ 3 thành viên tổ lái và 7 hành khách trên khoang thiệt mạng. Nga đã tìm thấy thi thể 10 nạn nhân, nhưng chưa xác nhận trong số này có thi thể của Rigozhin hay Dmitry Utkin. Cánh tay phải được cho là đi cùng Trùm Quốc Nờ. Reuters ngày 24 tháng 8 dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington nhận định một quả tên lửa phòng không được phóng từ bên trong lãnh thổ Nga nhiều khả năng đã bắn hại chiếc máy bay. Trong khi đó, Wall Street Journal dẫn thông tin độc quyền từ các quan chức giấu tên của chính phủ Mỹ cho hay một quả bom phát nổ trên khoang hoặc hình thức phá hoại nào đó đã khiến máy bay gặp nạn, không phải do tên lửa phòng không. Ryder nói ông không thể đưa ra thông tin nào về nguyên nhân tai nạn, nhưng cho biết giới chức Mỹ tin Rigozhin đã thiệt mạng. Đánh giá của chúng tôi dựa trên nhiều yếu tố là ông ấy khả năng cao đã thiệt mạng, theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc. Rigozhin, 62 tuổi, từng phải ngồi tù 9 năm với tội danh trộm cướp vặt trong thập niên 1980. Sau khi ra tù, ông hoàn lương và mở cửa hàng bán xúc xích ở St. Petersburg. Ông thành lập Wagner năm 2014. Wagner sau đó mở rộng địa bàn hoạt động tới châu Phi và đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch chiếm thành phố Wagmund ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa Rigozhin với các lãnh đạo bộ phòng Nga ngày càng lớn do những tranh cãi về việc cung cấp đạn dược trong chiến dịch tấn công Wagmund. Trùm Wagner ngày 24 tháng 6 dẫn vân vào lãnh thổ Nga để đòi công lý. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi cuộc nổi loạn của Wagner là hành vi phản quốc và tuyên bố sẽ trừng phạt nghiêm khắc những người liên quan.
Prigozhin sau đó được miễn tố theo thỏa thuận chấm dứt nội loạn và chuyển hoạt động sang Belarus. Trần Quốc Nền trở nên nổi tiếng trước truyền thông, dù vẫn quay lại Nga và từng xuất hiện tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi hồi cuối tháng 7. Tổng thống Putin ngày 24 tháng 8 đã lấy lời chia buồn với gia đình tất cả các nạn nhân trong vụ rơi máy bay. Ông nói rằng Prigozhin là doanh nhân tài ba nhưng từng mắc phải những sai lầm nghiêm trọng. Ông cho biết Ủy ban điều tra Liên bang Nga đã mở cuộc điều tra về tai nạn. Nhiều người đã đến đặt hoa tưởng niệm Prigozhin gần văn phòng của quốc nợ ở Rostov-on-Don, Novosibirsk và một số điểm tại Moscow, St. Petersburg. Bản tin thứ tư, Mỹ chật vật tăng nguồn cung đạn pháo cho Ukraine. Mỹ đang nỗ lực nâng cao năng lực sản xuất đạn pháo để cung cấp cho Ukraine, nhưng đối mặt nhiều khó khăn, trong đó có nguồn cung thuốc nổ. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã chuyển cho Ukraine số vũ khí trị giá hàng chục tỷ USD để hỗ trợ Kiev trong xung đột với Nga, kéo theo đó là sự tăng trưởng của ngành công nghiệp quốc phòng. Tốc độ sản xuất đạn pháo chuẩn NATO của Mỹ dự kiến sớm tăng lên gấp đôi so với mức 14.000 viên mỗi tháng trước khi xung đột Ukraine bùng phát. Nhu cầu vũ khí của Ukraine tăng mạnh gần đây, trong bối cảnh Kiev đang tiến hành cuộc phản công quy mô lớn nhằm vào phòng tuyến kiên cố của Nga ở phía đông và phía nam. Cuộc phản công đến nay chưa đạt được kết quả như kỳ vọng của hệ thống hỏa lực và các tuyến phòng ngự áp đảo của Nga. Trong giai đoạn đầu của cuộc phản công, Ukraine áp dụng chiến thuật xung kích kiểu NATO dựa trên sức cơ động và hỏa lực của các loại thiết giáp phương Tây nhằm nhanh chóng chọc thủng hệ thống phòng ngự của Nga. Tuy nhiên, xe tăng, thiết giáp phương Tây đã tỏ ra bất lực trước bãi mìn dày đặc và hỏa lực tầm xa áp đảo của Moscow. Ukraine sau đó đã phải từ bỏ chiến thuật xung kích, quay lại cách đánh truyền thống là sử dụng pháo và tên lửa tầm xa để vào mòn phòng tuyến đối phương, thay vì lao thẳng vào bãi mìn của Nga. Chiến thuật này đòi hỏi nguồn cung đạn pháo rất lớn từ phương Tây. Giới chuyên gia nhận định, thành bại sắp tới của chiến dịch phản công sẽ phụ thuộc lớn vào năng lực chuyển giao vũ khí của Mỹ và các đồng minh châu Âu. Tuy nhiên, Mỹ được cho là đang gặp không ít thách thức trong việc đáp ứng nhu cầu đạn pháo ngày càng tăng của Ukraine, cũng như lấp đầy kho dự trữ đang cạn kiệt của mình. Từ tháng 2 năm 2022, Lầu Năm Góc đã chi 2,26 tỷ USD để các nhà máy quốc phòng tăng năng suất sản xuất đạn pháo 155mm từ 14.000 viên mỗi tháng lên 20.000 viên. Năng lực sản xuất đạn pháo 155mm của Mỹ dự kiến sớm đạt mức 28.000 viên mỗi tháng, với mục tiêu xuất xưởng tổng cộng 1 triệu viên đạn vào mùa thu năm 2025. Tuy nhiên, các công ty vũ khí Mỹ lại đang gặp khó khăn trong việc tìm nguồn cung nguyên liệu để đáp ứng nhu cầu sản xuất đạn pháo, trong đó có thuốc nổ TNT. Mỹ không còn sản xuất TNT vì đã chuyển sang dùng EMX, một chất nổ an toàn hơn. Nhu cầu tăng vọt về đạn pháo buộc Mỹ phải quay lại dùng thuốc nổ TNT, chủ yếu được nhập từ Ba Lan. Mỹ đang tìm kiếm thêm các đối tác cung cấp khác, trong đó có Nhật Bản, nhưng sẽ phải bổ sung thêm nguồn cung để đáp ứng nhu cầu của Ukraine, một quan chức nước này cho biết. Giới chuyên gia cho rằng đây vẫn là con số tích cực, bởi quân đội Mỹ thường bị chỉ trích là chậm chạp và rườm rà trong mua sắm vũ khí. Trong đó, thời gian để hoàn tất thủ tục cho một hợp đồng quân sự lớn có thể lên tới 16 tháng, chưa đẩy đến quá trình sản xuất và đưa vào biên chế. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Cách ông Trump biến nguy thành cơ với ảnh hồ sơ nhà tù. Bộ chụp ảnh lưu hồ sơ nhà tù có thể là vết nhơ với nhiều người, nhưng Donald Trump lại coi đó cơ hội củng cố thông điệp cho chiến dịch tranh cử. Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Fulton, bang Georgia ngày 24 tháng 8 công bố ảnh hồ sơ tại nhà tù của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông tới trình diện với cáo buộc tìm cách lật kèo bầu cử ở bang này năm 2020. Giới chức Mỹ thực hiện việc chụp ảnh hồ sơ nhà tù, hai ảnh danh bản từ những năm 1800 để xác định những người bị buộc tội nếu họ bỏ trốn, không đến trình diện tòa hay phục vụ công tác truy bắt nếu họ tái phạm sau khi được thả. Đây là thủ tục bắt buộc trong quá trình tố tụng và thường được coi là một vết nhơ trong lý lịch tư pháp của những người bị lưu ảnh hồ sơ. Ông Trump là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị chụp ảnh hồ sơ nhà tù. Vào năm 1872, tổng thống Ulysses S. Grant đã bị đưa đến đồn cảnh sát ở Washington vì tội chạy quá tốc độ trên cổ xe ngựa của ông, nhưng cảnh sát không chụp ảnh ông để lưu hồ sơ. Đó cũng là lý do rất nhiều người trong đợi hạt Fulton công bố ảnh lưu hồ sơ của ông Trump.
nhiều người đã thoát khỏi rất nhiều sóng gió pháp lý trước đây và không phải chụp ảnh lưu hồ sơ trong 3 lần bị truy tố trước đó. Giới chuyên gia nhận định, dù chỉ mang tính thủ tục, bức ảnh hồ sơ nhà tù có khả năng tác động đáng kể tới cựu tổng thống Mỹ, khi các đối thủ có thể tận dụng nó để hòa thóc uy tín của ông, thậm chí bị mê ông trong chiến dịch tranh cử. Theo Jonathan Finn, giáo sư về nghiên cứu truyền thông tại Đại học Wilfrid Laurier, Canada, sức mạnh của ảnh lưu hồ sơ đến từ thực tế rằng nó là dấu hiệu về việc ai đó bị bắt. Đối với những người muốn chứng minh ông Trump là tội phạm, hình ảnh này thể hiện chính điều đó. Bạn sẽ không thể có ảnh ông ấy đứng sau song sắt, vì vậy ảnh lưu hồ sơ là minh chứng thuyết phục nhất, Finn cho biết. Nhưng ông Trump dường như đã có sự chuẩn bị cho bức ảnh lịch sử này. CNN dẫn hai nguồn tin am hiểu về vấn đề nói rằng nhóm trợ lý của Trump đã thảo luận về ảnh lưu hồ sơ nhà trù trước khi ông được chụp. Cuối cùng, Trump quyết định muốn tỏ ra cứng rắn và cố tình không cười khi chụp ảnh. Kết quả là trong bức ảnh được công bố, ông Trump mặc vest, thắt cà vạt đỏ, hơi cúi đầu, nhìn với ánh mắt mặt đầy giận dữ và ống kính, môi mím chặt. Bức ảnh sau đó lan truyền nhanh chóng lên các hãng truyền thông và mạng xã hội. Ông Trump cũng lập tức biến nguy thành cơ, đăng bức ảnh đó trên Twitter, đây là mạng xã hội X, với thông điệp không bao giờ đầu hàng. Đây là lần đầu tiên ông quay lại với mạng xã hội này sau hơn 2,5 năm. Bức ảnh của ông nhanh chóng nhận về hơn 380.000 lượt thích, cùng hàng trăm nghìn lượt chia sẻ và hơn 80.000 bình luận. Giới chuyên gia cho rằng, cách Trump tận dụng bức ảnh lưu hồ sơ để phục vụ cho chiến dịch tranh cử tương tự chiến thuật, hóa giải thách thức mà ông vẫn làm khi đối diện tình thế tiêu cực trước đây. Trong nền chính trị ngày nay, một bức ảnh cũng thể mang đến giá trị rất lớn trong việc quyên góp cho chiến dịch tranh cử, bình luận viên John Fritzer từ báo USA Today cho hay. Với những người ủng hộ Trump, bức ảnh sẽ được coi như bằng chứng cho thấy công lý đã sai lầm, rằng ông là mục tiêu của một cuộc săn phù thủy vĩ đại nhất lịch sử, giáo sư Finn nhận xét. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian tới cũng như là trong tương lai sắp tới sẽ được nhiều hơn nữa sự ủng hộ từ quý vị khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà vẫn nhìn tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.